Sau khi mở bán mẫu xe ô tô điện VinFast VF E34, hãng xe đến từ thương hiệu Việt Nam tiếp tục hé lộ những thông tin về chiếc xe crossover hạng D VinFast VF E35. Chiếc xe này được cho là sẽ nằm cùng bảng với Mercedes-Benz GLC, BMW X3 và Audi Q5 vì sở hữu một kích thước tổng thể tương đương với các đối thủ. Tuy vậy thì ở phần giao bán chúng ta vẫn chưa có nhiều thông tin cụ thể về mẫu xe này. Tại thị trường Việt Nam thì VF E35 sẽ có phiên bản sử dụng động cơ xăng. Điều này đồng nghĩa với mức giao bán có thể sẽ mềm hơn rất nhiều so với phiên bản sử dụng động cơ điện. Vậy, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi sâu và phân tích xem VF E35 có những lợi thế nào để cạnh tranh với các đối thủ. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây là bài phân tích của Chí Trần. Đầu tiên xét về mức giá bán, hiện tại Mercedes-Benz đang phân phối chính thức ở Việt Nam với 4 phiên bản, trong đó có mức giá bán lần lượt từ 1 tỷ 799 triệu tới 3 tỷ 069 triệu. Trong khi đó, hai đối thủ là BMW X3, Audi Q5 có mức giá lần lượt từ 2 tỷ 249 tới 2 tỷ 959 triệu và 2,5 tỷ đồng. Và nếu như chúng ta đối chiếu mức giá bán với các đối thủ thì cá nhân tôi phỏng đoán rằng VF E35 phiên bản máy xăng có thể sẽ có một cái mức giá bán niêm yết loanh quanh khoảng 1,5 tỷ đồng đổ xuống. Trong khi đó, phiên bản sử dụng động cơ điện sẽ có mức giá ít nhất trên 1,5 tỷ đồng. Như tôi đã phân tích rất nhiều ở các số trước, VinFast sẽ chú trọng sản xuất ô tô điện và phổ cập cho người dùng Việt Nam. Chính vì lẽ thế, phiên bản sử dụng động cơ điện tôi nghĩ rằng sẽ có mức giá bán rẻ hơn Mercedes-Benz GLC 200 một chút. Các bạn không nên quá kỳ vọng về một cái mức giá bán dưới 1,5 tỷ đồng cho phiên bản sử dụng motor điện. Có chăng điều đó chỉ xảy ra với phiên bản sử dụng động cơ xăng mà thôi. Về mặt thông số kích thước tổng thể thì Mercedes-Benz có kích thước như sau: chiều dài là 4.656mm, chiều rộng là 1.890mm và chiều cao là 1.639mm. Chiều dài trục cơ sở đạt 2.873mm. Trong khi đó BMW X3 có chiều dài đạt 4.708mm, chiều rộng là 1.891mm và chiều cao là 1.676mm. Chiều dài trục cơ sở đạt 2.864mm. Còn lại một đối thủ khác nằm trong phân khúc này nữa đó là Audi Q5, cũng có chiều dài lên tới 4.663mm, chiều rộng là 1.893mm, chiều cao là 1.659mm và trục cơ sở đạt 2.819mm. Trong khi đó VF E35 sở hữu chiều dài lên tới 4.750mm và trục cơ sở dài 2.950mm. Vì thế chúng ta có thể kết luận rằng là VinFast VF E35 có chiều dài lớn hơn so với các đối thủ, đặc biệt ở phần trục cơ sở xe cũng được kéo dài hơn so với các đối thủ từ 50-80mm. Vì thế chúng ta có thể kết luận được rằng là VinFast VF E35 có chiều dài đều lớn hơn so với các đối thủ, đặc biệt ở phần trục cơ sở xe cũng được kéo dài hơn so với các đối thủ từ 50 đến gần 80mm. Ở trong vấn đề kỹ thuật ấy, thì xe mà có chiều dài trục cơ sở lớn sẽ giúp cho chiếc xe đó nó sẽ tối ưu được không gian bên trong khoang cabin xe, từ đó thì giúp cho người dùng sẽ có được không gian rộng rãi và thông thoáng nhất. Ngoài ra thì với phần trục cơ sở dài thì nó sẽ giúp cho xe ổn định hơn khi vào cua và đặc biệt chạy ở những giải vận tốc cao ngoài đường trường. Xét về khả năng vận hành thì VinFast VF E35 ở trên phiên bản máy xăng sẽ được sử dụng khối động cơ N20 của BMW giống với những mẫu xe lắp. Vì thế xe sẽ có tổng công suất đâu đó khoảng tầm 189 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 280 Nm. Bên cạnh đó thì ở phiên bản sử dụng động cơ điện thì bản tiêu chuẩn sẽ được sử dụng một motor cho ra tổng công suất là 150 kW, tương đương với khoảng 201 mã lực. Mô men xoắn cực đại đạt 320 Nm. Bản thứ hai thì sẽ có hai motor được gắn ở trục trước và trục sau cho ra tổng công suất là 300 kW, tương đương với khoảng 402 mã lực. Mô men xoắn cực đại đạt 640 Nm. Trong khi đó các đối thủ ví dụ như là GLC phiên bản 300 Formatic cũng được sở hữu khối động cơ 2.0 lít cho ra tổng công suất là 258 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 370 Nm. BMW X3 sở hữu khối động cơ là 2.0 lít, sản sinh ra khoảng tầm 252 mã lực và 350 Nm. Audi Q5 sở hữu khối động cơ là 2.0 lít, sản sinh ra khoảng 252 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 370 Nm. Tuy nhiên thì tất cả các đối thủ trên đều chưa có những phiên bản sử dụng động cơ thuần điện như VinFast, có chăng chỉ là sử dụng động cơ lai điện hybrid thôi. Điều này tôi cho rằng cũng sẽ là một lợi thế rất lớn cho VinFast VF E35. Còn nếu như so sánh khối động cơ xăng N20 sản sinh ra khoảng tầm 189 mã lực của VinFast VF E35 thì tôi cho rằng là mẫu xe này đang có khối động cơ chưa đủ sức thuyết phục.
Còn nói về phần ngoại hình thiết kế thì có lẽ tôi sẽ không đi vào phân tích quá sâu, bởi vì mẫu xe nào cũng mang những vẻ đẹp và sức cuốn hút riêng. Đối với VinFast VF E35 thì cá nhân tôi cảm thấy rất hài lòng và ưng ý. Các bạn nghĩ sao về thiết kế của mẫu xe đến từ thương hiệu Việt thì hãy vui lòng để lại bình luận ở phần phía bên dưới nhé. Bước vào bên trong khoang nội thất xe, cá nhân tôi cho rằng là VinFast VF E35 ở một cái phong cách hoàn toàn khác so với các đối thủ. Sự tối giản được mang vào bên trong khoang nội thất xe, không hề có cụm đồng hồ tablo, chỉ với một màn hình trung tâm kích cỡ lớn, điều khiển tất cả các chức năng hiện đại bao gồm cả thể hiện tốc độ xe nữa. Phần không gian ở khu vực trung tâm cũng vậy, chỉ có những nút bấm cơ bản để chuyển sang các chế độ vận hành khác nhau, không hề có quá nhiều những nút bấm thừa thãi. Chắc chắn để xét về phong cách thiết kế thì một lần nữa tôi sẽ cho rằng là tùy thuộc vào sự cảm nhận vẻ đẹp của mỗi người. Còn lại thì để xét về mức độ tinh tế và mang tới sự tương tác tốt thì chúng ta vẫn chưa thể kết luận được cụ thể. Lý do là VinFast VF E35 chưa được ra mắt và dĩ nhiên chúng ta chưa có cơ hội để trải nghiệm thực tế mẫu xe này. Chính vì thế mà để so sánh với các đối thủ thì tôi cho rằng là còn quá sớm. Vì là xe thuần điện và được áp dụng những công nghệ tự hành cấp độ 3 và 4, chính vì thế mà VinFast VF E35 có rất nhiều ưu điểm về mặt công nghệ trên xe. Nếu như chúng ta đặt mẫu xe này lên bàn cân và so sánh với các đối thủ như là GLC, BMW X3 và Audi Q5. Cụ thể, theo thông tin đến từ phía VinFast thì xe sẽ được trang bị 30 tính năng thông minh. Những tính năng này được chia làm 7 nhóm chính, nổi bật nhất trong số đó là hệ thống trợ lực lái thông minh, kiểm soát làn thích ứng, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo va chạm đa điểm, giảm thiểu và va chạm toàn diện, đỗ xe tự động thông minh và giám sát người lái. Tuy vậy, đó chỉ là những công nghệ nằm trên phiên bản xe điện, còn lại ở trên phiên bản sử dụng động cơ xăng, tôi nghĩ rằng sẽ rất khó có thể trang bị đầy đủ. Và một lần nữa thì tôi dám khẳng định rằng là phiên bản sử dụng động cơ xăng không phải là mẫu xe chủ lực mà VinFast muốn hướng tới. Lý do là tương lai VinFast muốn phổ cập xe điện cho người Việt, và nếu như xe có mức giá bán hợp lý so với các đối thủ, hệ thống chạm sạc đi vào hoạt động hiệu quả và tiện dụng, tôi tin chắc người Việt sẽ lựa chọn phiên bản sử dụng động cơ điện là nhiều hơn. Vừa rồi là những phân tích của mình về lợi thế của VinFast VF E35 so với các đối thủ như MG-LC, BMW X3 và Audi Q5 tại thị trường Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.